Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cuối năm 1953, trước những chuyển biến mạnh mẽ trên cục diện chiến trường ở Đông Dương, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương mở cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, phối hợp với cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân năm 1953-1954 để đi tới chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và toàn Đông Dương. Trả lời phỏng vấn của một nhà báo Thụy Điển ngày 26 tháng 11 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, nếu chính phủ Pháp đã rút được bài học trong cuộc chiến mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng cách thương lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo lối hòa bình, thì nhân dân và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó. Và cơ sở của việc đình chiến ở Việt Nam là chính phủ Pháp thật thà tôn trọng nền độc lập thật sự của nước Việt Nam. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, đúng một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, Hội nghị Geneva bắt đầu bàn về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trải qua 75 ngày thương lượng với 31 phiên họp, cùng với nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương và đa phương bên lề hội nghị, rạng sáng ngày 21 tháng 7 năm 1954, ba hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào và Campuchia lần lượt được ký kết. Cũng trong ngày 21 tháng 7 năm 1954, hội nghị họp phiên bế mạc và thông qua tuyên bố cuối cùng của Hiệp định lập lại hòa bình ở Đông Dương, chấm dứt chiến sự ở các nước Đông Dương. Các bên tham gia hội nghị thừa nhận về nguyên tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời quy định việc quân đội Pháp rút khỏi các nước Đông Dương, v.v. Từ đây, mở ra một cục diện mới, buộc Pháp phải rút quân về nước, chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương, mở ra giai đoạn sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Trong giai đoạn đầu có 4 phiên họp công khai, họp rộng đấy, thì đã thể hiện cái sự đấu trí hết sức căng thẳng giữa quan điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Pháp, đối chọi giữa hai lập trường và hai bên. Việt Nam là giải quyết cả quân sự và chính trị, và cả Lào Campuchia còn lập trường của Pháp chỉ giải quyết vấn đề quân sự và đồng thời tách vấn đề Việt Nam khỏi vấn đề Lào Campuchia. Như vậy là những cái phiên đầu tiên là các bên trao đổi về quan điểm lập trường liên quan đến chương trình nghị sự thì đã xảy ra sự đối chọi giữa chương trình nghị sự của Việt Nam. Tham gia hội nghị Geneva có 9 đoàn: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Vương quốc Lào, Vương quốc Campuchia và Đoàn quốc gia Việt Nam của Bảo Đại, diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến hết sức phức tạp. Tại hội nghị Geneva, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, dương cao ngọn cờ chính nghĩa, kiên định lập trường độc lập dân tộc, vừa tự chủ tự cường trong cuộc đấu tranh bền bỉ, can trường với sự dàn xếp, chi phối của các nước lớn, vừa có những nhân nhượng khôn khéo, mềm dẻo, từng bước đàm phán tháo gỡ những bế tắc, căng thẳng, giải quyết thành công nhiều vấn đề rất khó khăn như phân vùng đóng quân, tổng tuyển cử trên cả nước và thống nhất Việt Nam, các lực lượng kháng chiến ở Lào và Campuchia. Hiệp định Geneva khẳng định tinh thần chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và truyền thống hòa hiếu, tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Cách mạng tháng 8 thành công, nhưng mà chúng ta chưa hoàn thành. Cái công cuộc là thu lại toàn bộ Giang Sơn, xây dựng được chính quyền nhân dân trên quy mô cả nước, đấy là chúng ta mở đầu thế thôi.
Vì vậy cho nên chúng ta phải có 9 năm kháng chiến ròng rã với biết bao nhiêu xương máu phải đổ xuống để chúng ta mới có được cái chiến thắng Điện Biên Phủ. Và có chiến thắng Điện Biên Phủ chúng ta mới có thắng lợi của Hiệp định Geneva. Thì nói như vậy để thấy rằng Hiệp định Geneva không phải là một sự kiện ngoại giao thuần túy, mà nó là kết tinh của cả một cái quá trình đấu tranh bền bỉ của cả một dân tộc. Nó là cái thành công hay là cái phản chiếu thành công của một cuộc kháng chiến vĩ đại. Do đó cái ý nghĩa của Hiệp định Geneva nó mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Tôi nhắc lại, nó không thuần túy chỉ là một sự kiện ngoại giao mà thôi. Trong lời kêu gọi sau hội nghị Geneva thành công, ngày 22 tháng 7 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: "Hội nghị Geneva đã kết thúc, ngoại giao ta đã thắng lợi to. Quả thực, nếu trong Hiệp định Sơ bộ năm 1946, Pháp chỉ công nhận Việt Nam là quốc gia tự do nằm trong khối Liên Hiệp Pháp, thì với Hiệp định Geneva, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế và được các nước tham dự hội nghị Geneva thừa nhận. Đây là một cơ sở chính trị, pháp lý rất quan trọng để nhân dân ta đấu tranh trên mặt trận chính trị, ngoại giao trong công cuộc giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước sau này." Đối với Việt Nam thì có thể nói trước Hiệp định Geneva thì chưa có cái hiệp định nào mà khẳng định được cái quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ như là cái hiệp định này. Hay nói cách khác là phải trên cơ sở có một thế và lực mới với cái chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu như thế, thì những cái điều thừa nhận về cái quyền tự quyết độc lập dân tộc mới được ghi đầy đủ như thế ở trong cái hiệp định này. Và ngay cả cái việc mà mình gọi là chia cắt đất nước không hẳn đâu, lấy cái vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời thôi, chứ còn không ai ghi vào đấy là chia cắt đất nước đâu. Thế chẳng qua là những cái kẻ nó phá hoại hiệp định Geneva thì nó kéo dài cái giới tuyến tạm thời ra mà thôi. Thì với tất cả những cái mà được ghi ở trong hiệp định Geneva thì đấy là lần đầu tiên nước Việt Nam ấy là được công nhận bằng một hiệp ước quốc tế có giá trị với sự tham gia của các cái cường quốc, mà rõ ràng đây chính là vừa là phản ánh cái vị thế của Việt Nam nhưng đồng thời cũng là khẳng định cái vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, việc ký kết Hiệp định Geneva đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, cũng như chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm tại Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Hiệp định đã mở ra thời kỳ chiến lược mới của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam để đi tới thực hiện trọn vẹn mục tiêu độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Thắng lợi tại hội nghị Geneva bắt nguồn từ đường lối cách mạng đúng đắn và sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ khát vọng hòa bình cháy bỏng, chủ nghĩa yêu nước cùng bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Hiệp định Geneva là kết tinh thành quả đấu tranh cuột cường và bền bỉ của quân và dân ta. Từ chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 đến chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 và tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Cùng với Hiệp định Sơ bộ 1946 và Hiệp định Paris 1973, Hiệp định Geneva 1954 là một mốc son lịch sử của ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Hội nghị Geneva đã tôi luyện nên những nhà lãnh đạo, đồng thời cũng là những nhà ngoại giao xuất sắc trong thời đại Hồ Chí Minh. Nhìn lại 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva, chúng ta biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối, cũng như sự hy sinh vô cùng to lớn của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng chí Phạm Văn Đồng, bí danh là Tô, lúc đó là Phó Thủ tướng Chính phủ, được cử làm trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam
tham dự hội nghị Geneva 1954. Ông là một học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua lời kể của Thiếu tướng Phạm Sơn Dương, con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, là người giàu kinh nghiệm, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán Việt Nam tham dự hội nghị Geneva sẽ gặp những áp lực rất lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng chí Phạm Văn Đồng trong đàm phán phải kiên quyết bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược và bước đi để đạt được mục đích là buộc Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia. Tôi có xem những hình ảnh ba tôi là cứ đi đi lại lại, và những cái hình ảnh mà tôi nhìn được và qua câu chuyện thì tôi thấy phải nói lúc đó là hết sức là căng thẳng. Một cuộc đấu tranh ngoại giao hết sức là căng thẳng, mà nhất là đó là cái ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Lần đầu tiên mình đối thoại với lại các nhà ngoại giao lớn như Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp là những cái nhà ngoại giao sừng sỏ. Cho nên chắc là ai cũng hiểu rằng cái tính phức tạp của nó. Và ba tôi là cái người chịu trách nhiệm và được bác căn dặn rất là chu đáo. Cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến lúc đó được cử làm cán bộ bảo vệ cho Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dự hội nghị Geneva. Những chi tiết diễn biến xung quanh hội nghị được ông ghi lại một cách chân thực trong cuốn hồi ký. Tuy nhiên, chưa kịp xuất bản, ông đã ra đi trên giường bệnh vào năm 1998. Gia đình ông sau nhiều năm mới tìm thấy cuốn nhật ký này. Ông đưa cho tôi tất cả những đồ dùng riêng của ông. Ông bảo cất hộ ông có giá. Thế xong rồi ông bảo mình đi sang Anh Châu. Thế là một buổi sáng ông đi lấy quần áo bình thường. Nhưng không thể nghĩ được là một chuyến đi xa như thế. Giữ bí mật đến như thế. Gia đình hoàn toàn không biết. Chỉ đến khi tìm một quyển hồi ký thì mới biết được là ông ấy đi ra đây vào cái chuyến đấy. Trong mắt của tôi, ông là một con người có cuộc sống rất giản dị, tính tình rất điềm đạm, rất cần cù với công việc của Đảng và Nhà nước. Những gì tôi thấy ở thời điểm đó là Việt Nam đã cử một đoàn đàm phán với những cán bộ ngoại giao rất xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như ông Phạm Văn Đồng, Tạ Quang Bửu, Hà Văn Lâu. Ông và những người đồng đội của ông đã có những kinh nghiệm từ giai đoạn ký Hiệp định Sơ Bộ 1946. Chính sự bài bản, bản lĩnh của đoàn Việt Nam đã đưa đến chiến thắng của Hiệp định Geneva 1954. Chúng ta luôn ghi nhớ tình đoàn kết trong sáng và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Lào, Campuchia, các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Pháp. Trong đó có nhân dân Pháp dành cho Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc. Do đó, Hiệp định Geneva không chỉ là thắng lợi của Việt Nam, mà còn là thắng lợi chung của ba nước Đông Dương và cũng là thắng lợi của các dân tộc bị áp bức trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Cái đoàn kết dân tộc liên quan các quốc tế chúng ta cũng làm rất là tốt, nên gì nó không có thể chia rẽ được cái lực lượng của Đông Dương ra. Mà bây giờ chúng ta đã có quan hệ ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia như thế, và kẻ thù cũng đương tiếp tục muốn tìm cách là chia rẽ, nhưng mà ta như vậy nó là nhân nhượng những cái không cần thiết, nhưng mà kiên định với những cái kiên quyết là phải giữ diện. Thì đấy, thì đó là một cái phương chấp như trường nên là trong công tác ngoại giao và từ cái rồi nay mình rút ra. Cuộc đấu tranh chính nghĩa vì hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta phù hợp với xu thế của thời đại và nguyện vọng chung của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Do đó, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nói chung và trong đàm phán ký kết và thực thi Hiệp định Geneva nói riêng, chúng ta luôn nhận được sự ủng hộ rất to lớn và quý báu cả về vật chất và tinh thần của bạn bè quốc tế, trước hết là từ Lào, Campuchia, các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong công cuộc đổi mới, thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, chúng ta tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác quý báu của cộng đồng quốc tế trên cơ sở bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng và
và mãi ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Đồng thời, cũng trong khả năng của mình thì luôn ủng hộ, đóng góp tích cực, có trách nhiệm và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Thành công của hội nghị Geneva năm 1954 được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhất là nhân dân các nước Đông Nam Á nhiệt liệt hoan nghênh và coi đó như thắng lợi của chính mình. Với thắng lợi này, nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã biết đến Việt Nam, tin tưởng vào chính sách ngoại giao hòa bình, hữu nghị của Việt Nam, coi đó là một thành công rực rỡ của đường lối dùng đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế, kể cả những cuộc xung đột nghiêm trọng. Hội nghị Geneva là hội nghị quốc tế, nó rất phức tạp do các nước lớn họ triệu tập và các nước lớn họ dàn xếp các vấn đề với nhau. Vì vậy cho nên nó kéo dài là như vậy, và cái kéo dài bởi vì cái quan điểm chủ trương của chúng ta là phải giải quyết vấn đề trên cả hai bình diện, bình viện quân sự và bình viện chính trị. Quân sự nghĩa là phải ngừng bắn, phải xác định vùng tập kết, còn chính trị là phải xác định lại là Pháp phải thừa nhận các cái quyền độc lập của Việt Nam. Nhưng mà do cái tình hình nó rất là phức tạp cho nên là mới dẫn đến câu chuyện đàm phán cái vị tuyến nó rất là gay go và phức tạp, thậm chí nó kéo dài cho đến tận phút chót. Việc mà trong cái tình hình phức tạp như vậy, cả quốc tế và cả trong nước mà việc ký được hiệp định Geneva như vậy là có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là lần đầu tiên nước Việt Nam non trẻ đã tham gia vào một cái diễn đàn thể đa phương với sự tham gia của rất nhiều nước, đặc biệt là năm nước thường trực của Đồng Hồ An, Liên Hợp Quốc vừa mới ra đời năm 1945. Đấy là lần đầu tiên đó. Và cũng lần đầu tiên đạt được một cái thỏa thuận trong đó các nước trên thế giới thừa nhận nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Có thể nói, đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam, với nhiều bài học còn nguyên giá trị về nguyên tắc, phương pháp và nghệ thuật ngoại giao, mang đậm bản sắc ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trước hết, đó là bài học về kiên định độc lập, tự chủ trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc. Quá trình đàm phán ký kết Hiệp định Geneva cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về giá trị của nguyên tắc độc lập, tự chủ trong các vấn đề quốc tế. Bởi các quốc gia đều vì lợi ích của mình nên chỉ có kiên định độc lập, tự chủ mới giúp chúng ta giữ vững thế chủ động và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Thứ hai, bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, gắn kết đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế để tạo nên một sức mạnh vô địch. Bên cạnh phát huy tối đa sức mạnh ngọn cờ chính nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng ta đã có chủ trương đúng đắn về không ngừng mở rộng đoàn kết quốc tế, trước hết là đoàn kết với Lào, Campuchia, các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thứ ba, bài học về kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song cơ động, linh hoạt, sách lược theo phương châm, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, mục đích bất di bất dịch của ta vẫn là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, sách lược của ta thì linh hoạt. Trong đàm phán và thực thi Hiệp định Geneva, cái gốc bất biến là Việt Nam độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đến Hiệp định Paris 1973 sau này. Còn vạn biến là trong lúc chưa thể thực hiện được trọn vẹn mục tiêu cuối cùng, có thể linh hoạt và biến hóa trong sách lược để rồi từng bước tiến tới đạt được mục tiêu bất biến. Đó là một phương pháp và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh được kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát triển trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta. Đồng thời thể hiện bản sắc cây tre Việt Nam của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Mặc dù là các nước lớn khi tham dự hội nghị, họ có rất nhiều mưu đồ, họ có rất nhiều cái lợi ích ở đó và họ muốn nèo nái cái việc đàm phán của ta theo cái hướng có lợi cho họ. Ví dụ như là đoàn đàm phán của Pháp thì họ khăng khăng chỉ có một vấn đề thôi, đó là đình chiến, kết thúc chiến tranh, chứ không bàn gì về vấn đề chính trị ở trong đó cả, không bàn gì đến vấn đề độc lập của Việt Nam, của Lào, Campuchia, không bàn đến vấn đề tổng tuyển cử
không bàn đến vấn đề quan hệ giữa các nước Đông Dương với Pháp và các nước lớn. Thế thì bản lĩnh của đàm phán của đoàn ngoại giao Việt Nam, nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn, là một sự phát triển sáng tạo cái nguyên tắc ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, đó là dĩ bất biến, ứng vạn biến trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Ta kiên định về nguyên tắc nhưng ta mềm dẻo, linh hoạt về biện pháp đấu tranh. Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva là một cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam, đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng, sáng tạo và phát triển trong đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris năm 1973, sau này cũng như trong triển khai công tác đối ngoại hiện nay. Đó là bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đoàn kết dân tộc gắn kết với đoàn kết quốc tế để tạo nên một sức mạnh vô địch. Trong quá trình đàm phán Hiệp định Geneva, chúng ta đã không ngừng mở rộng đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Đó là bài học về kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song linh hoạt biến hóa về sách lược theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến. Trong suốt quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva, chúng ta cũng luôn kiên trì nguyên tắc hòa bình, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, song cơ động, linh hoạt, có sách lược phù hợp với tương quan lực lượng, với bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực để giành cái mục tiêu chiến lược cuối cùng. Đó là bài học về luôn luôn coi trọng công tác nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình. Phải biết mình, biết người, biết thời, biết thế, để từ đó biết tiến, biết thoái, biết cương, biết nhu. Đây là bài học sâu sắc của nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới hiện nay đang biến động rất phức tạp và khó lường. Đó là bài học về sử dụng đối thoại và đàm phán hòa bình để giải quyết bất đồng, xung đột trong quan hệ quốc tế. Đây là bài học mang tính thời đại, nhất là khi nhiều xung đột phức tạp đang diễn ra trên thế giới như hiện nay. Thứ tư, bài học về coi trọng nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình, biết mình, biết người, biết thời, biết thế, để từ đó biết tiến, biết thoái, biết cương, biết nhu. Đây là bài học sâu sắc, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện nay đang phải trải qua những biến động lớn, phức tạp và khó lường, càng phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới, nhất là chuyển động của các xu hướng lớn, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác. Trên cơ sở đó, chủ động có đối sách phù hợp với từng đối tác, từng vấn đề. Thứ năm, bài học về sử dụng đối thoại và đàm phán hòa bình để giải quyết bất đồng, xung đột trong quan hệ quốc tế. Cùng với quyết định mở rộng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, Đảng ta đã chủ trương dùng biện pháp đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh, từ đó đã mở hướng đi tới một cuộc đàm phán để kết thúc chiến tranh ở Đông Dương. Dù có thể có góc nhìn khác nhau, song không thể phủ nhận, hội nghị Geneva đã để lại một bài học mang tính thời đại về giải quyết bất đồng và xung đột quốc tế bằng biện pháp hòa bình, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện nay đang diễn ra nhiều xung đột phức tạp. Thứ sáu, bài học bao trùm là sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta nói chung và mặt trận ngoại giao nói riêng. Đảng đã đề ra chủ trương, đường lối và sách lược cách mạng đúng đắn, mở ra mặt trận ngoại giao chủ động tiến công, phối hợp chặt chẽ và thống nhất với các mặt trận chính trị, quân sự để tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cao nhất lợi ích dân tộc. Việt Nam đến hội nghị Geneva với tư thế chính nghĩa, nỗ lực phấn đấu vì hòa bình, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta phù hợp với nguyện vọng chung của nhân loại tiến bộ, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp. Tại hội nghị Geneva, qua các hoạt động tiếp xúc với báo chí, với các hội đàm, chúng ta đã làm cho dư luận hiểu rõ thiện chí của ta, hiểu rõ âm mưu và hành động của các thế lực thù địch ép chúng ta phải chấp nhận giải pháp bất lợi cho mình. Các hoạt động này đã biến tính chính nghĩa cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam thành sức mạnh, hỗ trợ tích cực cho đấu tranh trên bàn đàm phán. Đấu tranh dư luận, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế tại hội nghị Geneva chính là ví dụ cụ thể của việc kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, nhân sức mạnh của dân tộc ta lên mọi phần. Việc ký kết Hiệp định Geneva không chỉ là mốc son lịch sử của dân tộc ta,
mà còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Bởi đây là thắng lợi chung của ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hiệp định này cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ mạnh mẽ cho các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Đối với nền ngoại giao của nước ta, thì Hiệp định Geneva là điều ước quốc tế đa phương đầu tiên Việt Nam tham gia đàm phán, ký kết và thực thi. Nó không chỉ khẳng định cái vị thế quốc gia độc lập và có chủ quyền của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, để lại nhiều bài học quý báu và tôi luyện nên các nhà ngoại giao ưu tú trong thời đại Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm quý đúc kết qua các hội nghị ngoại giao, trong đó có thành công từ hội nghị Geneva, ngoại giao Việt Nam đã có bước trưởng thành, ngày càng thu được thành tựu rực rỡ. Đến năm 2024, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã và đang thể hiện tốt vai trò là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, có nhiều sáng kiến, đề xuất và chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN, Tổ chức Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác. Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc, ASEAN, WTO, APEC, ASEM, đã và đang đàm phán 19 hiệp định thương mại tự do, tạo nên một mạng lưới liên kết kinh tế rộng mở với khoảng 60 nền kinh tế trên thế giới. Thắng lợi tại Hội nghị Geneva, trước hết và quan trọng nhất là nhờ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng dưới sự lãnh đạo dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người anh hùng giải phóng dân tộc. Thắng lợi này còn là kết tinh của tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất và bền bỉ của quân và dân ta trong 9 năm kháng chiến, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt sáng tạo tư tưởng, phong cách, nghệ thuật của ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, độc đáo và đặc sắc, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, để giữ gìn hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Tròn 70 năm đã trôi qua kể từ khi Hiệp định Geneva được ký kết, tình hình khu vực, thế giới từng ngày từng giờ có sự vận động, chuyển biến khôn lường. Trong đó, sự cạnh tranh và thỏa hiệp lẫn nhau giữa các nước lớn vẫn đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những bài học kinh nghiệm đúc rút từ quá trình đàm phán, thương lượng đi đến ký kết Hiệp định Geneva năm 1954 vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.